Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Nay mình trên tay giới thiệu với anh em hai em Zippo mới cập bến kênh bên mình nha anh em. Cặp Zippo này cũng rất là mạnh mẽ, nam tính, rất nhiều ý nghĩa và trẻ trung cũng như là rất là năng động. Nhưng mà cũng sang trọng cho anh em trên tay ha. Đó là em Zippo câu lạc bộ Manchester United, logo câu lạc bộ huyền thoại của ngoại hạng Anh Manchester United nha anh em. Và em Zippo chú đại bàng đang sải cánh bay và cái lá cờ Mỹ ha, hàng chính hãng Zippo Mỹ nha anh em, hàng zin từ A tới Z, hợp định giấy tờ đầy đủ ha. Với em Zippo Manchester thì được hãng họa tiết trên chất liệu là Zippo đồng nha anh em, rất là sang trọng ha. Em Zippo này rất là trẻ trung, mạnh mẽ và rất là năng động với logo của câu lạc bộ, một những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, đó là Man đỏ thành Manchester ha. Rất nhiều fan Việt Nam rất là mê ha. Còn em bên trái thì khỏi nói ha, đó là hai biểu tượng của đất nước Mỹ, dòng chrome trắng. Họa tiết chú đại bàng đang sải cánh bay rất là thần thái, rất là sinh động. Và cái nền là quốc kỳ Mỹ, cũng là biểu tượng cao quý của nước Mỹ luôn. Thì hai em Zippo này rất là độc đáo ha. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó thì cứ alo mình nha anh em. Đặc biệt là làm quà biếu quà tặng cũng rất là ok nha anh em. Số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em. Mình trên tay giới thiệu với anh em trước ha, hai em Zippo này ha. Đây là em Polis đồng, họa tiết logo câu lạc bộ Manchester United ha. Với những huyền thoại như là David Beckham ha, Ryan Giggs và đặc biệt là nhà huấn luyện viên huyền thoại của thế giới, đó là Sir Alex Ferguson ha. Lấy bằng nha anh em nó hàng zin hết, chính hãng với bô Mỹ luôn ha. Chưa hề đụng chạm em nó ha, rất là nhạy lửa, để nhẹ lên lửa thôi. Anh em nào đã ủng hộ quá rành rồi. Zippo đồng và họa tiết trên là chữ Zippo nhỏ nhỏ ha, ở dưới là chữ Manchester, dưới cùng là cái logo trên ngực áo cầu thủ nha nè. Rất là niềm tự hào của câu lạc bộ bóng đá Anh, một thương hiệu trên toàn thế giới ha, rất là nhiều fan. Anh em nào fan bóng đá, fan Manchester thì rất là hợp với em này rồi, khỏi nói ha. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó thì vô trang Facebook mình nha anh em, click vô đường link mình để dưới ô mô tả xem ha. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi, câu lạc bộ Manchester Polis đồng ha anh em. Còn đây là em cầm trắng khắc chú đại bàng đang sải cánh bay trên nền quốc kỳ Mỹ ha, rất là sinh động, rất là ý nghĩa, độc đáo cho anh em trên tay. Mặt sau trơn nha anh em, trơn bóng ha, đáy lõm ha, em nó hàng zin luôn, chưa hề đụng chạm. Anh em cứ chế xăng xịn vô là dùng rồi, rất là nhạy lửa. Anh em nào đã ủng hộ hàng bên Zippo Tuấn Nguyễn mình thì quá rành đây ha, rất là tinh tế tỉ mỉ ha nè, hai biểu tượng cao quý ha của đất nước Mỹ. Về giá thì anh em nhấp vô tiêu đề clip nha anh em, sẽ hiện ra ô mô tả ha, có giá các em nói cho anh em xem. Bên mình bao ship toàn quốc nha anh em, giao toàn quốc. Anh em nào kết em Zippo nào trên trang mình thì cũng cứ alo ha, giao lưu chia sẻ với anh em toàn quốc, từ Phú Quốc cho tới Cao Bằng, Lạng Sơn nha anh em.
ship và chia sẻ cho anh em chơi. Yêu mến anh em like chia sẻ clip nha anh em, và ấn nút đăng ký kênh với Bố Tuấn Nguyễn, nút đăng ký màu đỏ ngay dưới clip nha anh em. Anh em đăng ký thì tiện theo dõi những em Jibo clip mà mình trên tay giới thiệu tiếp theo cho anh em. Rom trắng ha anh em, chủ đề bàn sải cánh bay và quốc kỳ Mỹ ha. Mã vạch đầy đủ luôn anh em, hàng chính hãng hết, giấy tờ đầy đủ luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip ha, hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ, nhiều thành công và nhiều an lành, may mắn ha.